Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn về một cái mặt bằng nhà vườn mà bên công ty Cường đang tư vấn thiết kế thi công ạ. Trong cái video ngày hôm nay thì Cường xin phép là chia sẻ rất kỹ cho quý vị và các bạn về cái công năng, và cái giải pháp để cho quý vị và các bạn có thể là áp dụng, ứng dụng được vào trong công trình nhà mình ạ. Đối với lại những cái mẫu nhà mà Cường chia sẻ trực diện bằng 3D ấy, thì quý vị và các bạn có thể là quan sát được về cái hình thức về mặt tiền cũng như là cái tỷ lệ và cái cấu của cái công năng của công trình. Còn đối với lại những cái phương án mà chia sẻ về mặt bằng ấy, thì là Cường sẽ không thể nào mà chia sẻ rõ về cái hình thức như vậy để cho quý vị các bạn được. Nên là trên cái trang của Cường ấy, trên cái kênh Kiến trúc HCG ấy, thì Cường có làm về những cái chủ đề về mặt bằng và cũng làm về cái chủ đề về cái mặt đứng có phối cảnh rõ ràng để cho quý vị và các bạn xem nhé. Thế nên là bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì quý vị các bạn có thể là vào trong kênh của Cường để chúng ta sẽ cùng nhau có những trải nghiệm rất hay về những cái công trình, phải không ạ? Và trước khi đi vào video thì Cường cũng xin phép và chia sẻ cho quý vị và các bạn một điều là như thế này. Trong hôm trước thì Cường có bảo là Cường sẽ live stream trực tiếp vào 2 ngày là thứ 2 và thứ 6 vào lúc 20 giờ 15 ấy. Thì tới đây thì là Cường xin phép là Cường thay đổi cái lịch trình một chút ạ. Thì là vào thứ 2 tuần tới thì Cường xin phép là bắt đầu là live stream 30 ngày liên tiếp cho quý vị các bạn nhé. 30 ngày liên tiếp này thì Cường xin phép là chia sẻ rất kỹ cho quý vị và các bạn về cái giải pháp, về cái công năng, về cái cách thức để chúng ta thiết kế thi công một cái công trình, để cho quý vị và các bạn là khi mà các bạn xem xong cái bộ live stream 30 ngày này thì quý vị và các bạn sẽ là những người mà là chính là một kiến trúc sư, chính là một nhà thầu, là một người thiết kế, là một nhà kiến tạo không gian sống tốt nhất cho cái công trình nhà mình, đúng không ạ? Và trong cái buổi live stream 30 ngày chia sẻ về kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thì Cường cũng xin phép là chia sẻ rất kỹ về từng cái phần như là móng cho đến giải pháp kết cấu không gian ra sao, như thế nào, đúng không ạ? Sắt thép như ra sao, hay là cũng có những cái phần mà những chia sẻ rất nhiều về những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta thiết kế thi công khi làm nhà, và những cái thủ thuật mà khi mà thợ mà họ làm và họ làm mà họ chối, họ tránh mình, đúng không ạ? Thì là đối với lại kinh nghiệm hơn 10 năm trong quá trình mà thiết kế thi công trọn gói ở trong khắp đất nước Việt Nam thì Cường lần này tuần tới này Cường đã tổ hợp và tổng hợp lại thành một bộ live stream 30 ngày để chia sẻ trực tiếp cho quý vị và các bạn. Đây là một trong những cái chương trình tối ưu hóa về vấn đề chia sẻ cũng như là để giúp cho quý vị và các bạn là hiểu hơn về cái ngành nghề xây dựng của bên công ty Biên Cường, đúng không ạ? Đây cũng là một trong những đơn vị, Cường cũng là một trong những đơn vị mà chia sẻ rất là kỹ. Thế nên là bạn nào mà chưa đăng ký video thì Cường xin mời quý vị và các bạn là hãy nhấn nút đăng ký kênh ở dưới góc phải màn hình và nhấn vào chuông để khi mà Cường xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người nhận được nhanh nhất, đúng không ạ? Và bây giờ thì Cường xin phép là đi vào cái công trình lần này để chúng ta sẽ cùng nhau có những cái trải nghiệm rất hay và thú vị nhé quý vị và các bạn nhé. Cường xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Cường đón xem ạ. Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái mặt bằng công năng của công trình lần này. Đây là công trình mà Cường đang thiết kế cho anh Long ở Quảng Ninh. Thì anh xây dựng vào trong năm 2021 nha quý vị các bạn nhé. Anh là một người mà có một cái tính cẩn thận rất là cao, nên là tất cả các cái bản vẽ các thứ là mình bên mình là làm, là đã định hướng làm cho anh sang năm. Thì là mình sẽ bản vẽ nó rất là chi tiết và anh cũng sẽ hình dung được rõ cái công trình và cái không gian của công trình của mình như thế nào. Về đối với lại ra công trình lần này thì anh mong muốn là anh có một cái công trình mà rất là rộng, dao động diện tích là 160 đến 200 mét vuông, đúng không ạ? Đây là một những công trình mà rất là rộng. Đó, thì công trình lần này với cái tổng diện tích xây dựng là dao động là 200 mét vuông nhé quý vị các bạn nhé, 200 mét vuông tròn. Và các cái kích thước của công trình là một chiều mặt tiền là bằng 16 mét này, 16,1 mét và chiều sâu của công trình là bằng 15,4 mét. Cái công trình lần này Cường làm thì quý vị và các bạn là có thể là áp dụng đối với lại những cái công trình dao động vào khoảng tầm 130 mét vuông đến 160 mét vuông cũng làm được những quý vị các bạn nhé. Tức là trong quá trình tạo nữa thì Cường xin phép là Cường bảo quý vị giới thiệu quý vị các bạn là chúng ta có thể là co kéo và làm bé lưới cột lại để cho cái công trình chúng ta nó phù hợp, đúng không ạ? Đối với lại nhiều những công trình mà bên mình làm thì diện tích dao động nó chỉ là 140 160 là Cường đã làm được khoảng 5 phòng ngủ rồi. Nhưng mà đối với công trình lần này thì quý vị các bạn có thể là thắc mắc, các bạn có thể hỏi Cường là anh ơi, anh Cường ơi, tại sao mà gia chủ lại có thể làm công trình mà cái diện tích nó lại rộng như vậy? Vì là đây là cái mong muốn của anh nên là Cường sẽ làm theo cái mong muốn của anh và đưa ra cho anh những cái giải pháp nó tối ưu nhất nhá. Thì trước tiên ấy thì anh mong muốn một cái công trình theo cái phong cách kiến trúc là tân cổ điển và gồm có 3 phòng ngủ, tất cả các phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín và một khu bếp riêng và một khu thờ riêng.
Thì trước tiên đây là một cái mặt bằng để tổng thể công trình, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn từ đầu rồi. Đó, đây là một mặt bằng công trình. Và đây là cái khu vực sảnh lên. Thì là mình đang làm là 5 bậc nhé quý vị nhá. 1. Đây là bậc số 1 này. 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc là chúng ta là đi lên công trình là 5 bậc. Đối với lại các cái công trình mà chúng ta lên 5 bậc ấy thì thứ nhất là nó sẽ đối với nhà vườn ấy thì là nó là một trong những cái dạng nhà mà thấp, dạng nhà thấp. Thế nên là cao nhất cả tính cả mái sẽ dao động vào khoảng là gần 7 mét là tính lên cả mái. Đó là những ngôi nhà rất là thấp. Nếu mà chúng ta làm 5 bậc thì là nó làm cho cái công trình của chúng ta, nó tôn công trình của chúng ta lên rất là cao và nó làm cho công trình của chúng ta trông rất là thoáng đãng, đúng không ạ? Đây cái sảnh, đây là cái sảnh chính này, đây là cái sảnh phụ này. 1 bậc này, 2 3 4 5 bậc đó. 3 5 bậc. Đúng chưa ạ? Sảnh phụ cũng lên 5 bậc. Đây là cái khu vực sảnh nhé quý vị các bạn nhé. Đây là khu vực sảnh chính này. Và đây là khu vực phòng khách, đây Cường sẽ viết vào đây. Xong rồi Cường sẽ phép làm chia sẻ cái kích thước cho quý vị và các bạn. À, cứ chia sẻ kích thước vào cho đây là phòng khách này. Đây là phòng khách này. Đó, đây là khu vực phòng thờ nhé các bạn nhé. Đây. Đây Cường sẽ viết luôn vào cái sập này. Đó, đây là khu vực phòng thờ. À, kết nối giữa phòng khách, phòng thờ và phòng bếp thì quý vị các bạn có thể thấy là đây là một cái trong những cái không gian là mở, rất là mở và làm cho cảm giác rất là thoáng. Phòng khách, phòng thờ, đúng không ạ? Và cái phần đầu hồi của phòng thờ này thì Cường đang làm một cái kệ, một cái giá để che đi cái góc phòng thờ. Cái phòng thờ rất là rộng nhé quý vị các bạn nhé. Tẹo nữa thì Cường xin phép là chia sẻ về cái kích thước ở đây, kết nối giữa phòng thờ, phòng khách. Đây, chúng ta đây là khu vực phòng bếp nhé các bạn nhé. Phòng bếp ạ. Khu vực phòng bếp thì là có lối đi riêng. Và anh Long đang mong muốn là cái khu vực phòng bếp này sau khi thiết kế dàn hoa và các dàn hoa và cái mái che thì anh đang mong muốn là để được cái xe ô tô vụ việc đằng trước này. Đó, đặt đằng trước này. Và cũng là nếu mà không đặt cái gara ô tô ở đây thì là anh đang mong muốn là chia sẻ với Cường là anh đang mong muốn là đặt được những cái bộ bàn ghế, những cái dàn hoa chạy xung quanh cái khu vực này và để đặt bộ bàn ghế để anh có thể là ngồi ngoài trời, đúng không ạ? Vì cái hướng này là cái hướng mà buổi chiều tối rất là mát. Đây là hướng đông nam nên là buổi chiều tối rất là mát đấy quý vị các bạn nhé. Mát vô cùng luôn. Nên là anh có rất thích phong lan nữa. Nên là Cường sau khi lên 3D công trình lần này thì Cường sẽ làm những cái dàn hoa rất là đẹp cho anh và để anh có thể là treo những cây hoa yêu thích, đúng không ạ? Tiếp theo cái khối ngủ, anh thì mong muốn là tất cả 3 phòng ngủ đều có vệ sinh riêng. Thì trong quý vị các bạn có thể quan sát thấy đây ạ. Đây là 3 phòng ngủ này đều có vệ sinh riêng nhé quý vị các bạn nhé. Đây là phòng ngủ thì Cường sẽ làm từ cái phòng ngủ này, là phòng ngủ 01 ạ. Đây là khu vực phòng ngủ 01 ạ. Đây là khu vực phòng ngủ 02 cũng có vệ sinh riêng ạ. Đây là khu vực phòng ngủ 03 đúng không ạ? Và đây là khu vực WC, đây là WC 01 này. Và đây là WC 02 này. Đây là khu vực WC 03. Đúng không ạ? 3 cái phòng ngủ này đều có vệ sinh riêng và các cái phòng, tất cả các cái hướng cửa đều là tiếp xúc với lại ánh sáng bên ngoài. Ví dụ như đây là cái khu vực và phòng ngủ 03, cái cửa tiếp xúc là bên này. Đúng không ạ? Cửa sổ đây, Cường sẽ đánh cửa tam giác này là cửa sổ mở ra. Đó. Đối với lại công ty bên mình mà làm bất cứ một cái công trình nào cũng đều nghiên cứu rất sâu về phong thủy, ánh sáng, các thứ để làm cho cái công trình của mình nó tốt nhất, nó mát nhất. Đấy, nhé quý vị quan nhé, đó cái mũi tam giác cũng đặt ra, đó chính là cái phần mà cửa sổ chúng ta mở, đúng không ạ? Đây là cái phụ bồn hoa này các bạn này. Đó. Đây. Đúng không ạ? Về các cái phần công năng thì quý vị các bạn có thể thấy là cái phần phòng khách, phòng thờ, phòng bếp là một trong những cái không gian trườn, không gian mở, có sự kết nối với nhau qua các góc chéo kết nối với nhau nên là có độ kín, độ mở rõ ràng. Còn về phần phòng ngủ, phòng khách để tối ưu hóa không gian và để cho cái phòng ngủ nó ấm cúng hơn thì Cường đang bố trí vào một khu, đúng không ạ? Đó, cái phòng ngủ này thì là Cường đang vào lối vào đây, lối vào chính đấy ạ. Và vào thì vào phòng ngủ thì có vệ sinh riêng, cái tủ thì tủ âm tường. Tất cả các phòng ngủ quý vị các bạn có thể thấy được rằng là Cường bố trí rất là vuông vức, đúng không ạ?
Nếu một công trình, một nhà cửa mà nó vuông vức thì thứ nhất là sẽ rất dễ dàng cho các bác thợ xây. Cái thứ hai đó là thi công nó dễ hơn, và khi mà chúng ta về bố trí đồ, đồ đạc, nội thất và phong thủy là rất là tốt, đúng không ạ? Đây là các phòng ngủ, phòng vệ sinh. Đó, từ các cái đường ống nước đi nó cũng rất là dễ dàng, phải không quý vị các bạn? Đó, vừa rồi là Cường đã chia sẻ cho quý vị các bạn về cái công năng của cái công trình này, đúng không ạ? Các bạn nào mà thấy công năng công trình hay, hoặc là các bạn có cái góp ý nào thì quý vị các bạn hãy bình luận ở dưới video. Hoặc các bạn cần Cường concept một trong những cái nội thất của công trình của các bạn thì quý vị các bạn cũng có thể bình luận ở dưới video để Cường có thể là concept cho quý vị các bạn, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Cường xin phép là Cường chia cái lưới cột cũng như là Cường đưa chỉ cho quý vị các bạn về cái kích thước của cái công trình lần này, để cho quý vị và các bạn có thể là áp dụng, ứng dụng được vào trong cái công trình nhà mình, đúng không ạ? Xét về các cái đường trục cạnh thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là ở khu vực này, đây chúng ta sẽ làm một cái lưới cột này, đó, đây là một cột này, đây cột số 2, đúng chưa? Đây là cột số 2 này, đó, đây cột số 2, cột số 3, nằm đây, đây là cột số 4, cột ngoài biên. Cái khu đối với công trình lần này là Cường đang làm là nhà hình hình chữ L, nhưng mà khi mà cái mái đi đi sâu vào cái mái thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng đây là một cái trong những công trình mà có những cái dàn hoa sân phơi rất là đẹp, phải không ạ? Đó, rất là hợp lý luôn. Đây, đây cũng là một cái trục, đây là cái lưới cột này. Đó, đây cũng là một cái lưới cột, đúng không ạ? Đây. Đó thì bên này cũng phải là cột này. Đó, nhiều là khi mà mình lên con xét này, nhiều bạn có hỏi là anh ơi lưới cột đặt đâu hay như nào đó, em vẫn chưa hình dung ra lưới cột, thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ. Đó, những cái mà Cường vừa điểm đó là những cái lưới cột của cái công trình khi mà dầm chạy qua, phải không ạ? Đấy, để cho quý vị các bạn sẽ dễ hình dung. Đó. Thì bây giờ thì Cường sẽ phép là chia sẻ cái kích thước của công trình lần này. Cường sẽ phép là chia sẻ cái kích thước ở tim nhé quý các bạn nhé, cho các bạn chúng ta sẽ dễ hình dung. Còn khi mà bản vẽ chi tiết thì các bạn có thể là tham khảo ở trên kênh của Cường, thì Cường có hướng dẫn có quý vị và các bạn về cái cách mà chúng ta đọc cái bản vẽ làm sao cho nó tốt và cái bản vẽ làm sao cho nó đúng nhất, thì Cường đã có ở trong cái bộ video của Cường, đúng không ạ? Nên là các bạn cũng hãy vào xem. Ví dụ như đây trục này là bằng 5m2 này, Cường sẽ ghi là 5.2. Cái phòng ngủ này, xong phòng ngủ này Cường đang để là bằng 4.2. 4.2 và cái đoạn này là bằng 1.6 à 1.5, 1.5. Và đây là cái khu vực phòng ngủ 02 thì kích thước là bằng 5m2. Tổng diện tích của công trình lần tổng cái chiều rộng này của công trình là bằng 16m1 ạ. 16,1 đúng không ạ? Về cái phần chiều sâu này thì cái bình phòng thờ này diện tích đây là bằng 4.1 này, là bằng 4m1 này. Từ phòng ngủ đến khu vực vệ sinh là bằng 5.6 nhé các bạn nhé, 5m6. Và từ khu vực phòng và tường vệ sinh này sang đến tường bên này là bằng 5m2, đây là một cái nhà vệ sinh vuông. Thì là tổng diện tích của cái phòng ngủ 02 này thì các bạn có thể thấy nó dao động vào khoảng 27,4 bằng S, nó sẽ bằng là bằng khoảng 27.4 mét vuông, đúng không ạ? Phòng ngủ 03 này thì Cường sẽ chia sẻ tiếp cái về cái cạnh này, nó sẽ là 15.4, đúng không ạ? Về cái phòng bếp này, các bạn có thể thấy là cái phòng bếp này đang là 7m nha các bạn nhé, 7m đó. Và cái cạnh này nó cũng đang là bằng 15.4, phải không ạ? Về khu vực phòng thờ này, từ tường phòng thờ này sang đến cái phòng phòng khách bên này là các bạn có thể thấy được rằng là nó đã kích thước của Cường đang đặt là bằng 10m9 nhé các bạn nhé, bằng 10.9 đấy, đúng không ạ? 10.9. Vì là sao? Vì là cái phòng khách này đang rộng là bằng 5m7, đó ạ, 5m7. 4m2 cộng với lại 1m5 là bằng 5m7. 5.7, đúng không ạ? Và cái cạnh này đang là 5m2. Đúng không ạ? Cái cạnh còn lại đây cũng là 5m2 này. Đó. Thì khi mà các cái diện tích của các phòng ra sao? Đúng không ạ? Diện tích các phòng ra sao Cường cũng phải là chia sẻ cho quý vị các bạn. Ví dụ như phòng bếp này, diện tích nó là bằng 36,4m. S sẽ là bằng 36.4m2. Phòng ngủ 03 này là 21.8, S sẽ bằng là 21.8
mét vuông. Và phòng ngủ 01 này diện tích sẽ là bằng 21.8 này. 21.8 mét vuông. Và phòng khách thì kích thước rất là rộng, được 41 mét vuông nhé quý vị các bạn nhé. Đối với là những ngôi nhà quê ấy, thì là cái khu vực phòng khách, phòng bếp là một trong những cái khu vực mà cần chúng ta cần phải bố trí rộng rãi để sao ạ? Để khi mà chúng ta có công ăn, có công việc thì là chúng ta sẽ bố trí nó vào trong cái công trình của mình nó tốt đúng không ạ? Và gia đình là sum vầy, sum họp ở trong cái không gian phòng khách là chính. Đó. Thì đối với lại một cái diện tích, một cái công năng của cái công trình mà 200 mét vuông này thì quý vị và các bạn là có thể là sơ kêu tất cả các cái diện tích này xuống, làm cho cái công trình của mình nó bé hơn đi, đúng không ạ? Ví dụ như có những người mà mong muốn là 3 phòng ngủ chỉ làm khoảng 130 mét vuông thôi thì đương nhiên là làm được. Tại sao? Bởi vì ví dụ như vẫn cái công năng này, vẫn cái trục vệ sinh này có thể giữ nguyên này. Nhưng mà ví dụ như cái phòng phòng ngủ trục bên ngoài này, các bạn hãy giảm đi. Các bạn giảm 52, các bạn giảm xuống còn 4.2 thôi thì là vẫn đầy đủ được cái không gian và cái công năng. Hay là cái trục này là 52 thì quý vị các bạn cũng có thể là giảm đi, giảm xuống, giảm cái trục này xuống thành 4.2 thì là phòng nó sẽ là 16 mét vuông. Thì đôi khi là cái phòng vệ sinh này đó nó sẽ chưa đạt được, đúng không ạ? Chưa đạt được, nhưng mà chúng ta có thể là bố trí ra bên ngoài, ra bên ngoài cái khu vực phòng bếp để là có một cái khu vực vệ sinh khép kín. Thì nói đến cái vừa rồi Cường nói đây, Cường mới nhớ ra là đối với tất cả làm bất cứ một công trình gì hay là như thế nào thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái nhu cầu của gia chủ, là phải chúng ta phải đề cao cái nhu cầu của gia chủ, đúng không ạ? Thì trong những cái nhà ở nông thôn, nhà vườn thì chúng ta cần nhất thiết đó chính là một cái khu vực sân ướt và một cái khu vực vệ sinh cho khách ở bên ngoài, phải không quý vị các bạn? Thì đối với công trình lần này Cường đã chia sẻ với anh Long về vấn đề đó. Nhưng mà anh thì anh đang mong muốn là tất cả sau này là anh sẽ cho sinh hoạt ở trong bếp hết. Và anh còn đang muốn là làm thêm một cái nhà nữa để cho một cái không gian của nhà anh ấy còn rộng rãi hơn, đúng không ạ? Đấy. Thế nên là Cường trong bản vẽ này thì Cường chưa bố trí cái sân ướt vào trong cái không gian. Nếu mà có bố trí sân ướt thì chúng ta có thể là chia đôi cái phòng này ra. Chia cái phòng này ra, phòng này 36 mét vuông rất là rộng, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là giảm cái diện tích này ra khoảng 1,5 mét, chúng ta sẽ cho một bên là sân ướt, một bên là để phòng phơi và sân ướt phòng phơi và một cái chỗ để chúng ta đi vệ sinh riêng ở bên ngoài. Và không quý vị các bạn, đây là cái cửa mở ra ngoài nhé các bạn nhé, lúc nãy Cường chưa chia sẻ. Đó, thì là cái công trình của chúng ta về công năng rất là hoàn hảo và rất là tốt, phải không ạ? Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn thì quý vị các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua cái số điện thoại Cường đang viết ở trên cái cuốn lên phương án của Cường đấy, 0946 486 379, để Cường sẽ trực tiếp mà tư vấn cho quý vị và các bạn, phải không? Và ngay từ lúc đầu ấy thì Cường có chia sẻ với quý vị và các bạn về cái chương trình livestream 30 ngày liên tiếp để chia sẻ cho quý bà con, quý vị và các bạn biết được về các cái kỹ năng trong xây dựng, cũng như là chia sẻ rất kỹ cho các bạn về các cái vấn đề về xây dựng ra sao, như thế nào, làm sao để cho các bạn có một cái công trình nó tốt nhất. Và Cường xin phép là chia sẻ từ những cái nhỏ nhất, từ những cái móng, từ cái nền móng của công trình, từ cách chọn đất ra sao cho tới khi mà quý vị và các bạn lên xương, lên hình, thành hình của một công trình để cho quý vị và các bạn là có được một cái ngôi nhà nó tốt. Thì cái chương trình lần này Cường sẽ bắt đầu là đây là Cường sẽ bật lịch lên ạ, Cường bắt đầu livestream vào tối thứ hai lúc 8:30 như quý các bạn nhé, 8:30 tối thứ hai là nó sẽ ra vào động là thứ vào mùng 9 tháng 11 này là Cường sẽ bắt đầu là livestream. Thì trong đó cái buổi livestream thì Cường sẽ chia ra thành 3 phần chính. Phần đầu tiên thì Cường sẽ giới thiệu sơ qua về cái công việc cũng như là cái nhu cầu chung của mọi người và những cái câu hỏi các thứ, đúng không ạ? Về lời chào hỏi nhau thì Cường sẽ dành ra thời gian ít thôi, nên là sau đó thì Cường sẽ bắt đầu đi sâu vào cái chủ đề về xây dựng của Cường, những cái chủ đề mà tới đây Cường nói, ví dụ như là những chủ đề liên quan đến móng và cách mà chúng ta chọn đất như nào, vân vân. Đấy, để cho nó hình thành đủ 30 buổi bộ livestream mà các chúng ta có thể là thi công được một ngôi nhà mà nó tốt nhất, đúng không ạ? Đó, sau khi mà Cường phần 2 xong, phần 2 kết thúc thì Cường xin phép là Cường sẽ triển khai tiếp một cái là phần 3, đó chính là Cường sẽ trả lời những cái giải pháp, những cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì Cường có một đội ngũ
nhân sự sẽ lọc ra những cái câu hỏi mà quan trọng cần thiết của quý vị các bạn thì Cường xin phép là Cường sẽ trả lời hết. Thế nên là bạn nào mà có những cái câu hỏi hay, những cái lưu ý, những cái chú ý chuẩn thì quý vị các bạn là hãy về vấn đề về xây dựng về nhà cửa thì quý vị các bạn hãy list ra và hỏi Cường. Thì ở Cường sẽ dành ra 20 phút đến 15 phút ở cuối video, Cường xin phép là trả lời những câu hỏi đó cho quý vị các bạn, đúng không ạ? Vậy nên các bạn là hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường mà xuất bản video, quý vị các bạn sẽ là những người nhận được nhanh nhất ạ. Và khi mà Cường phát trực tiếp thì quý vị các bạn sẽ là những người mà đón xem và để hiểu thêm về công trình nhà mình. Còn bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây ạ. Bạn nào chưa đăng ký hãy nhấn nút đăng ký ủng hộ Cường nhé. Cường xin chào và lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cường xin chào ạ.